Chào nhà thuốc, thời gian qua thì em đã nghiên cứu và đọc rất là nhiều những thông tin về cây sả đen và em thấy công dụng rất là tốt trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư nên em muốn mua cây sả đen về uống hàng ngày. Tuy nhiên thì thận em khá yếu, thi thoảng thì em hay bị đau lưng, đi tiểu nhiều và tay lạnh. Cho em hỏi là thận yếu thì có uống được cây sả đen hay không ạ? Chào bạn, cây sả đen là một vị thuốc nam với rất là nhiều những công dụng hay như là phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư, giúp mát gan, giải độc gan, hạ men gan, hạ huyết áp và rất là nhiều những công dụng hữu ích khác. Và nước sắc cây sả đen thì rất là an toàn, lành tính và hầu như là không gây tác dụng phụ ngoài ý muốn. Duy chỉ có trường hợp gặp phải là tình trạng tụt huyết áp do uống quá liều cây sả đen hoặc là uống cây sả đen vào lúc đói. Uống cây sả đen thì bạn có thể sử dụng lâu dài hàng ngày mà không lo bị tác dụng phụ nào. Kể cả trường hợp mà chức năng thận của bạn bị suy thì mắc phải chứng như là tiểu nhiều, đau lưng, mỏi gối thì bạn vẫn có thể sử dụng nước sắc cây sả đen được bình thường, bởi vì cây sả đen không làm ảnh hưởng đến chức năng đào thải của thận. Lưu ý là khi uống cây sả đen thì bạn nên uống đúng liều lượng và không nên uống quá nhiều để tránh tình trạng là gây quá tải cho chức năng thận. Như vậy thì sẽ không tốt. Liều dùng chuẩn cho người bị thận yếu là 30g cây khô một ngày, sắc với 1 lít nước và uống nhiều lần trong ngày. Lưu ý là đối với những người mắc hội chứng thận hư, người được bệnh viện chẩn đoán là bị suy giảm chức năng thận thì cũng không nên sử dụng cây sả đen. Ngưng sử dụng cây sả đen nếu như là thấy những bất thường ở cơ thể và liên hệ với nhà thuốc để được tư vấn.